Thực hiện kỹ thuật ombre chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi và chúng ta thực hiện vừa đẹp vừa mịn luôn là điều Thảo sẽ chia sẻ trong video lần này, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần giới thiệu dụng cụ nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện ombre trên tay thật nha. Thì ở đây là một mẫu móng tay thật, thì chúng ta sau khi nhặt ra và sơn liên kết xong và hơ đèn rồi, chúng ta sẽ sơn lên đêm lớp sơn nước gạo nha mọi người. Sơn khoảng 2 lớp sơn nước gạo hoặc 1 lớp theo tùy theo cái sở thích của mọi người. Nhớ khóa đầu móng nha. Và chúng ta sẽ hơ đèn 99 giây. Sau khi mà đã hơ lần thứ nhất thì chúng ta sẽ sơn lên lần thứ hai. Để có được cái màu trắng đậm hơn chúng ta mong muốn đây. Đó. Sơn xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị một màu sơn tùy thích nha, bởi vì bộ móng thì chúng ta muốn làm theo màu nào thì chúng ta sẽ lấy màu sơn đó. Có thể tông lạnh, tông nóng. Nhưng mà thông thường thì những cái màu này chúng ta nên chọn những cái màu tông pastel ấy, thì nó sẽ xinh hơn và dễ lên màu, dễ đẹp hơn. Mình sẽ sơn 1/3 đầu móng nhé, sau đó dùng cây cọ số 6 để chúng ta vuốt lên. Có rất là nhiều cách khác nhau để làm, tuy nhiên thì trong các video từ trước đến giờ mọi người thấy Thảo làm ấy, Thảo hay thích làm cái cách gọi là sử dụng cây cọ nhiều hơn. Một là cọ nó dùng được rất là nhiều lần, dùng được rất là lâu, và ngoài ra thì nó còn rất là đều màu nữa, dùng cũng khá là nhanh mà. Sau khi chúng ta vuốt lần thứ nhất xong thì chúng ta sẽ bỏ vào hơ đèn nhé, nhưng trước khi vuốt xong thì mình sẽ dặm đã nha. Sử dụng cây cọ dặm là cây cọ số 6, à là cây cọ số 5. Bây giờ mình dùng cây số 6 để vuốt, còn dùng cây số 5 để dặm ra nhá. Dặm phần dưới cùng á, để cho cái phần ombre này nó không lộ vệt cọ. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vào hơ đèn. Hơ đèn xong thì chúng ta sẽ sơn lên lớp thứ hai. Nhớ khóa đầu móng lại nha mọi người. Sơn lên lớp thứ hai và chúng ta cũng thực hiện tương tự như vậy. Mọi người vuốt nhẹ tay thôi nha, và chúng ta nhớ rằng là phải có được một cây cọ có lông nó mềm. Thật ra có nhiều cọ, nhiều loại cọ ombre luôn, thế nhưng mà một là mềm quá, thứ hai là ít lông quá này, thứ ba là quá cứng thì chúng ta cũng khó vuốt lắm. Nên là chúng ta cần lựa chọn đúng loại cọ, và nước sơn thì chúng ta cần lựa chọn loại có nước sơn đặc một chút thì chúng ta mới dễ làm được. Rồi mọi người thấy đều không ạ? Hơi lộ vệt cọ đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy cọ ra dặm. Thật ra thực hiện trên tay lúc nào cũng dễ hơn móng thật mọi người hiểu không? Khi mà Thảo dạy học viên thì học viên hay khó làm trên móng giả, bởi vì cái móng giả nó quá là dài, quá là to đi. Sau khi chúng ta hơ đèn xong 99 giây phần màu hồng ombre thì chúng ta sẽ sơn tốp lên nha. Sơn tốp hơi đẫm một chút xíu và chúng ta sẽ hơ đèn 2 lần 99 giây để có được độ bóng và bền. Ta-da, như vậy chúng ta hoàn thành xong sản phẩm rồi đấy ạ. Kể cả chúng ta có thể làm một bàn ombre như này cũng được, hoặc chúng ta có thể làm một bàn ombre kết hợp với các trang trí khác, là chúng ta hoàn toàn có thể làm một bộ móng mà khách hàng rất là ưa chuộng rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video về chia sẻ kinh nghiệm làm nail cùng Nhi Thảo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, mọi người hãy ấn vào hình tròn phía giữa màn hình để đăng ký kênh, hoặc có thể xem ngay các video ở phía bên tay trái màn hình hoặc phía bên tay phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.